Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay thì mình vô vườn chơi với dì Mười, Dượng Mười. Bữa nay thì Dượng Mười mình mắc công chuyện, còn công chuyện ở ngoài kia chờ người ta sửa cái vườn ở nhà, tại cái vườn bị hư. Cho nên là lát nữa Dượng Mười mình mới vô sau. Còn giờ dì Mười vô trước để nấu nước. Nấu nước để nguội á. Đặng mần mệt á thì có nước mà uống. Rồi dì Mười nói là bữa nay dì Mười vô vườn, dì Mười xúc tro trấu để chuẩn bị bỏ vô gốc cà phê gì đó. Mình cũng không biết, mình chỉ nghe dì Mười nói vậy thôi chứ mình cũng không biết ra làm sao nữa. Cho nên là bữa nay vô phụ với dì Mười. Mời các bạn cùng đi theo mình nha. Kêu Mười đốt đống củi. Củi gì dì Mười? Củi Mười dở cái đống trấu ra. Đốt bớt ra rồi bỏ. Đốt rồi nó có trái cây của mình không dì Mười? Đốt trái thành tro luôn. Rồi nó còn lấy mấy cánh tên lại. Dạ. Hồi nãy dì Mười không nói Khánh Khánh đem mang ủng. Khánh nào không biết à? Dì Mười ơi, chỗ nào có sâu nhiều thì chỉ thì tiền bé quay dì Mười mới bị sâu á. À, Mười bị dính đám cỏ ngoài nhà. Ngày hôm qua dì Mười mình bị hai con sâu gọm đeo vô mình. Mà sâu gọm á, dì Mười ơi, sâu gọm nó đeo ai cũng bị ngứa hết hay là tùy theo người dì Mười? Ai cũng bị ngứa hết. À, ngứa dữ lắm, ngứa dì Mười nói ngứa còn hơn là bị túng độc dính độc trong phim Hồng Kông. Ngứa còn hơn là bị nổi mề đay. Dạ. Rễ là không chịu được. Dạ. Vậy làm sao cho nó hết ngứa vậy Mười? Mười tắm rồi, Mười nó hết. Có khi Mười đang máy đà nó ngứa quá, Mười phải chạy lên đồi, chạy xuống nhà. Mười tắm xong rồi. Bữa tiên không biết là do nó bị ngứa 2-3 ngày rồi nó tự hết hay là dì hai cho tiền tiếp thuốc nó hết gì? Dì hai có đưa tiền tiếp thuốc. Tức kỳ... Đưa gì? Tiếp thuốc. Tiền bữa hổm Mười cũng mới bị sâu gọm. Đeo hai cái giò cái bữa mà đi theo chị bầu lên núi á. Thì tiền cũng bị bữa đó. Ngày hôm qua thì dì Mười mình cũng bị. Mình thì chưa. Cái này lão hay. Lão không? Hả? Với mình. Cái xà bách. Cái này hả? À, để mình. Dì Mười đốt đống củi này luôn hả? À, đốt hết rồi. Cây đốt rồi không? Đốt sao lại đốt? Sao không lấy chậm? Những cái cây mà nó cùi cùi đốt bỏ để lấy phân lấy xăng mình phơi cà phê. Đó. À. Vậy là cà phê của dì Mười mình á thì chín bối hôm nay rồi. Dì Mười chưa hái bối lần nào hết. Hái bối là hái cái đợt đầu tiên. Dì Mười chuẩn bị dọn cái sân này để phơi cà phê chín sau khi hái. Khoảng mấy ngày nữa mình hái cà phê dì Mười? Khoảng chừng từng 3-4 ngày nữa mình hái cái bối đầu tiên, còn cái kia thì phải gần 2 tháng nữa. À. 2 đến 2 tháng. Vậy là mình hái khoảng tuần nữa là mình hái một lần hả? Tuần nữa mình hái lần mấy trái bói đầu tiên để nó rụng đất á. Hả? Nhưng nó rụng rồi mình lụm nó được không dì Mười? Rụng lụm cũng được nhưng mà nó cực, nó hơi khó. Hả? Mình lấy cái đồ Mười đốt. Có cái củi dọn ra cho nó sạch. Hả? Để tụi nó. Để tụi nó ngứa. Hèn gì? Khánh hôm qua Khánh hỏi mấy chị ở trong làng á, đồng bào có gì mà cái Khánh hỏi sao mà nhà của người ta nhà không cất gần ngoài lộ mà trường cái sân thiệt là rộng thì cất thục vô trong mà nhà mặt tiền á. Cái chị đó nói là để dành phơi cà phê. Vậy là nhà ai có trồng cà phê là đều phải trường một cái khoảng sân rộng rộng lên trước. Cái một thôi, cà phê. Sao rồi. Ta không phơi ăn sao ta? Đẩy cực. Đẩy ra, đẩy ra cực. Khi đi núi về đẩy ra cực. Bớt để mình đốt, bớt để mình dọn. Mà bữa nay trời nắng thì mới đốt được nè. Mấy bữa trời mưa đâu đốt được đâu. Này cái ống nhựa của người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm gì vậy? Vậy hả? Rồi mình thấy dì Mười của mình ở đây có nguyên một cái đống mà có tên đại lợi, mình tưởng là đống củi. Ai ngờ dì Mười nói là ở trong đây là trấu cà phê hả dì Mười? À, trấu cà phê là cái vỏ của cái trái cà phê. Như cái đống của chú hôm qua vậy phần. Ừ. Là cái vỏ ngoài của cái trái cà phê. À, cái này là hồi năm rồi dì Mười mình xay ra rồi ủ lại để đây cho nó mục ra, rồi năm nay thì sắp tới mùa cà phê nữa cho nên chuẩn bị dọn nó ra rồi đổ nó vô gốc cà phê đang làm phân. Vậy là lấy củi đậu nấu đậu không dì Mười? Nó kêu là lấy củi đậu nấu đậu. Nên mình phải ủ đó. Mưa vân vi sinh rồi các ở ấy rồi nắm meo móc rồi. Vậy là mua thêm phân vi sinh ở ngoài tiệm đem về trộn chung với cái này hả? Men vi sinh á. Men hả? Vậy nó có mọc núm ra không? Nó không mọc nhưng mà nó hủy cái thân mình. Dạ. Nó không hủy hả? Dì Mười còn bao tay nào nữa không dì Mười? Xe kìa, anh xe kìa. Có tay làm công chuyện nè. Anh xe kìa. Con lấy này cho cái bếp Mười có cái bịch Mười bán rồi đó. Hả? Có. Con nhập. Cái thích ra nha, bị trường động vô bị ngứa nha. Ngứa gì vậy Mười? Thân ngứa hả? Ừ. Sao nó ngứa? Sao thân ngứa vậy Mười? Sao Mười để vô đám cỏ con biết chưa? Kéo cái tấm nào ở ngoài thì đừng có tấm dưới. Dì Mười trong cây mì đây, cái cục đất nó lở xuống cái nó lòi của mì ra luôn. Thấy không? Chiều nay có mấy là chị mì ăn rồi nha. Dì Mười ơi. Dì Mười có người đồng bào mới là quý con gái thôi. Đồng bào quý con gái. Ủa dì Mười nếu mà người đồng bào cờ ho thì quý con gái vậy, người đồng bào chăm gì nè, người khác người ta quý con gái hay con trai? Nó cũng có loại đồng bào quý con gái là có loại đồng bào quý con trai, tại giống như có người cưới chồng cho con thì ta quý con gái. À. Tùy theo kiểu người đồng bào ở đâu. Được 1 năm rồi hả dì Mười? Là năm nào dì Mười cũng làm kiểu này hết luôn hả? Năm nào phải làm gì để lấy cái này là tầm cây tốt hả dì Mười? Cây tốt hả? Ngậu ha. Vậy là mình khỏi cần mua phân gãy gốc cà phê. Mình có thêm phân ở này nữa rồi. Phân này kêu bằng phân hữu cơ. Có gì mời? Thánh sóc cho gì mời ăn đi. Tên này thì nó khô gì mời. Tên khô dưới thì nó ướt. Cái này nó có thơm mùi cà phê không gì mời? Không không. Phải bỏ đường, bỏ các thứ men vi sinh rồi trong đây nè cho nó mục á.
Đường gì? Đường của mình ăn á. Đường mình ăn đó hả? Bỏ đường vô đây nữa. Dụ. Nhiều không nhiều ơi? Bỏ phần các thứ lân ore nữa, nhiều. Vậy hả? Ừ. Vậy là gì mời tộn hỗn hợp với nhau rồi. Rồi. Ồ gì mời bỏ 10 cái đường vô đây không? Cũng nhiều nhiều á. Vậy hả? Cái đường á, ngộ quá hả? Ai chỉ gì mời làm? Người ta bán nhà người ta dở. Cây này nè là củi sầu riêng, mình thấy cái già nó ở ngoài. Dì Mười nói là củi sầu riêng á thì dì Mười đốt bỏ, còn cái củi cà phê á thì dì Mười để lại để làm củi đem về nhà chụm nước nấu nước rồi nấu canh được. Cái củi sầu riêng sao dì Mười lôi lại để hay đóng đây chi vậy dì Mười? Hay bữa ở dưới vườn mà nếu Mười không lôi thì không sắp bỏ được á. Dạ. Để đây để đó. À Mười rỗi rảnh đó thì Mười đốt. Dạ. Củi này, củi trà mình chụm được. À. Củi cà phê mình chụm được. Còn củi sầu riêng á thì mình chụm không được. Ừ. Mình chụm nó khói. Khói. Nó không chụm không ngon. Mà ở xứ của mình á thì chỉ có chụm bằng củi lá dừa thôi, củi đầu dừa. Còn ở tên này thì không có, thì chụm bằng những cái củi của cái cây cối mà mình trồng ở trong vườn. Sầu riêng ăn ngon mà củi chụm không ngon. Cái này nó chuyển mấy cây này mày đốt luôn, có đấm mùng này luôn. Chá. Chuyển mấy cây kia diện tựa kia. Đốt gì mọi? Đốt cái đấm đó. Đấm này hả? Cây nào mày không thèm được mày đốt bỏ luôn. Vậy là mình lấy lựa cây nào chụm được lấy ra ngoài. Nó căng cái tay đi. Con này con sùng, mình không có sợ nó tại vì mình có bao tay. Với con này cũng không có cắn. Mình còn ăn thịt nó rồi nữa. Con này ăn gì? Ăn thịt con sùng mày. Con sùng mày ăn được chứ mày? Sùng mày ăn được chứ sùng mày không ăn được. Sùng mày đơn. Ăn này xong bị cứng miệng luôn. Cái lớp tên à, nắng này là vừa tiền nó bò đi ra kiếm nắng à. Cái lớp tên nó thì nó xốp, nó dễ xúc. Còn cái lớp dưới thì nó dính chặt, nó hít ở dưới đất á. Nên gì mà phải lấy cái xà bách, xà bách. Ờ anh Tùng, ghê quá. Xà bách gì mà cào mới được. Dính cứng đó. À, nhưng con sùng nó thái ăn mấy cái phân này hả gì mời? Ở đây mà sao nó thở được. Để mình trùm lại mà. Thân cút bò của cậu Út mình á. Mình cũng thấy nhóc con này luôn. Này trấu cà phê con á. Mà cái con cá gì, con tôm gì nó lại thái ăn cái con sùng này nè. Ở bên này có tôm không gì mà. Bên này ở dưới suối có tôm càng xanh nè. Cái riêu mình á. Cái riêu hả? Vì mọi có người nào đi xúc ở dưới suối không? Hồi xưa chú Châu chú đi câu chứ mừng có xúc. Câu con cá hả? Con cá. Vì nó xuống nó bắt cái phim nó dễ nuôi á. Người đồng bào người ta có đi xúc nữa vậy mời? Có. Cái gỗ người ta cũng giống như gỗ mình nhưng mà đường nó dài. Nó bè hơn. Nó bè à. Mình với dì Mười á mới vô xong 20 bao phân rồi. Rồi dì Mười nói là để đây. Rồi chờ chiều mơ gì đó. Rồi dưỡng Mười dưỡng vô dưỡng lấy cây cuốc á. Dưỡng cuốc cái lỗ ở dưới gốc cà phê sẵn. Xong rồi đâu đó rồi mới dì Mười với dưỡng Mười mới đẩy từng bao để phân vô gốc cà phê. Còn bây giờ thì mấy dì cháu mình đi về nhà nấu cơm ăn. Giờ thì cũng trưa nắng rồi, cũng 10 giờ mấy 11 giờ rồi. Buổi sáng á, ở đây á, thì trời lạnh lắm, sáng là mình phải mặc thêm áo á. Còn buổi trưa ở đây nè thì trời nắng gắt lắm. Nóng dữ lắm, nóng mà mình hay bị khát nước nữa. Không biết lý do là mình tại vì mình ít uống nước hay là tại vì đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi hay là ít uống nước chị mời? Vừa cả hai, đổ mồ hôi mà ít uống nước nó khác. Dạ. Ô, dì mời có cây sabo ra nhiều tái còn nhỏ quá. Sao không nghe thơm thơm?
Có mấy trái vậy? 7-8 trái vậy ạ. Cái này còn cứng. Mà cái trái này chín chắc điểm thôi. Người mua 70.000 người trồng hồi năm ngoái là năm nay có trái hay là trồng về đâu tháng sau có trái. 70.000. Chị Mới hả? Thôi mà vậy chắc thôi ăn mới được quá. Còn này chắc mày. Thơm quá chừng. Để thăm vườn đi Mới. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và coi hết quảng cáo để ủng hộ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.